Em xin chào các bác nhá. Hôm nay bên em lại test một con máy ép phế liệu này để giao cho bác khách ở dưới Thường Tín. Con máy ép phế liệu này là lọt khung là 650 x 650, hành trình xi lanh là 1m2, lực ép 30 tấn. Đấy, combo này bên em đang làm cho bác với giá là 35 triệu. Các bác có nhu cầu về các loại máy ép thủy lực, xi lanh, ti ben thủy lực và chế tạo các loại máy ép thủy lực thì các bác liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Con máy ép này là ti của nó là ti 90 các bác nhá. Ti 90 lòng 135, vỏ ngoài 160, hành trình 1m2. Chạm nguồn này là của nó là chạm nguồn 2,2 kW, điện 3 pha 308, áp max 250. Tổng combo này bên em đang làm với giá là 35 triệu thôi. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho bên em. Các bác xem được video thì cho em xin một nút like và đăng ký kênh ủng hộ bên em nhá. Em xin cảm ơn các bác.